Danh thủ Đào Quốc Hưng sinh ngày 28 tháng 4 năm 1970 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Thuở nhỏ do cuộc sống ở quê khó khăn nên sau giải phóng gia đình anh quyết định chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Đào Quốc Hưng biết chơi cờ từ 5 lên 10 tuổi nhưng chỉ gọi là biết đi quân. Không được may mắn thành danh từ nhỏ như nhiều danh thủ khác. Đến khi vào Nam sinh sống, được tiếp xúc nhiều với cờ liên tục nên dần trở thành niềm đam mê và nhanh chóng tiến bộ. Từ đó, Đào Quốc Hưng bắt đầu tham gia thi đấu nhiều giải nhỏ tại quận Thủ Đức và đạt được nhiều thành tích. Dần chiếm được sự chú ý của các huấn luyện viên thành phố, kỳ nghiệp cũng vậy mà bắt đầu. Năm 2002, Đào Quốc Hưng tham dự giải cờ tướng vô địch quốc gia. Đã thi đấu xuất sắc đạt được vị trí thứ 3 chung cuộc, qua đó vinh dự khoác áo đội tuyển Việt Nam tham gia giải vô địch châu Á lần thứ 12 tại Malaysia. Tại giải này, Đào Quốc Hưng lần đầu ra mắt đấu trường quốc tế nhưng thi đấu rất xuất sắc, góp phần giúp đội tuyển Việt Nam đoạt được huy chương bạc, bản thân anh cũng được tấn phong danh hiệu quốc tế đại sư. Từ đó đến nay, Đào Quốc Hưng luôn là một trong những danh thủ hàng đầu Việt Nam, nhiều lần vô địch thành phố Hồ Chí Minh và đạt thứ hạng cao tại các giải quốc gia. Năm 2012, Đào Quốc Hưng lại một lần nữa chạm gần tới đỉnh cao vô địch quốc gia như 10 năm trước anh đã từng làm. Nhưng đáng tiếc lại thất bại trong ván chung kết trước người đồng đội Nguyễn Hoàng Lâm. Đành chấp nhận huy chương bạc. Nhắc tới Đào Quốc Hưng, chắc chắn những người yêu cờ lâu năm nhớ ngay tới bộ ba xe pháo mã huyền thoại của Sài Gòn là Trương Á Minh, Trành A Sáng và Đào Quốc Hưng. Trong bộ ba ấy, Đào Quốc Hưng là em út, được ví như con mã với những chiêu thức quái dị và lắc léo. Phong cách đánh cờ của danh thủ họ Đào cũng có nét giống như hai đàn anh của mình, là vô cùng uyển chuyển và trung tàn điêu luyện. Do thành danh từ những trận đánh giang hồ, không qua trường lớp chính quy, Đào Đại Sư thường chơi những biến hóa rất quái dị nhưng lại ẩn sâu nhiều tinh tế, kinh nghiệm thực chiến dày dạn. Có thể nói phong cách đánh cờ của Đào Quốc Hưng hiện nay vẫn được coi như một nét chấm phá thú vị giữa những lối đánh máy móc và quá chặt chẽ của các kỳ thủ thế hệ sau.
Những người anh em thân thuộc thường gọi Đào Quốc Hưng là anh Ba Hưng, do tính cách hiền lành và chân thật, phong cách khi chơi cờ rất nhẹ nhàng và tôn trọng mọi đối thủ. Trừ khi tham dự những giải đấu lớn, thường ngày Đào Quốc Hưng lại tề tựu cùng hai người anh của mình tại sòng cờ Lữ Gia, tập luyện và chuyện trò thân thiết. Tháng năm tuy đã trôi qua nhiều, nhưng bộ ba xe pháo mã vẫn uy phong trong làng cờ Sài Gòn. Qua bao thăng trầm, họ như những anh hùng năm xưa trong kết nghĩa vườn đào, yêu cờ và vẫn luôn sống hết mình vì cờ. Còn ngày nay, nhiều cao thủ trẻ tuổi với hùng tâm lớn lao trước khi muốn thành danh thì cần phải vượt qua họ, những cây đại thụ của làng cờ.将军。吃。 将军。
Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân.